Tại hội trường, Ủy ban nhân dân xã Phú Tân, Tòa án nhân dân huyện Tân Phú Đông đã đưa ra xét xử công khai vụ án trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, truy tố 8 bị can gồm Nguyễn Văn Thơm, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Ngọc Tào, tên thường gọi là Dũng Em, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn 14, Đinh Văn Hồng, Nguyễn Văn Luyến, cùng ngụ ấp Long Hải, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây về tội trộm cắp tài sản, và bị can Nguyễn Văn Trí, ngụ khu phố 4, phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2016, các bị cáo đã gây ra 64 vụ trộm cắp tài sản gồm mô tưa, hộp giảm tốc, máy dầu, vàng sắc xi, chủ yếu phục vụ việc nuôi tôm công nghiệp và một số tài sản khác như lợp xếp, tivi, dầu nhớt, bình ắc quy, gà, thiệt hại tài sản hàng trăm triệu đồng của 102 bị hại tại hầu hết các xã trên địa bàn huyện Tân Phú Đông. Phần lớn các tài sản trộm cắp có giá trị, các bị cáo đã vận chuyển về ấp Long Hải, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, gọi điện thông báo cho bị cáo Nguyễn Văn Trí, ngụ khu phố 4, thị xã Gò Công đến mua phế liệu. Hành vi của các bị cáo đã gây bức xúc trong dư luận, tạo tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Công an huyện Tân Phú Đông đã xác lập chuyên án 015T. Trước đó, trong chuyên án 015T, huyện Tân Phú Đông cũng đã đưa ra xét xử 15 bị cáo khác hộ khẩu thường trú tại huyện Tân Phú Đông và bị cáo Nguyễn Văn Trí với tổng hình phạt trên 50 năm tù, buộc khắc phục hậu quả hàng trăm triệu đồng. Đến nay tiếp tục xét xử các đối tượng có hộ khẩu thường trú tại huyện Gò Công Tây.